cái nguyên nhân mà con người bị kìm cái sinh tồn thấp kém là nó đã bị làm chủ bởi các lưới ma, làm chủ bằng sợ hãi. Sợ hãi do đâu mà có? Do thân của tôi có mà có, do tâm của tôi có mà có. Sợ hãi ăn, sợ hãi mặc, sợ hãi thiếu thốn, sợ hãi danh lợi, sợ hãi mọi lĩnh vực. Cũng do cái thân này với cái tâm này mà có. Rồi khi sợ hãi nó ngu một cục, không suy nghĩ nổi. Tại năng lượng sợ hãi, cái năng lượng nó thô và nó che cả một bầu trời trí tuệ. Lúc đó tâm nó hiện hữu đúng một cục sợ hãi đó. Và những con người đó, những con người nhục nhã, những con người đã thuộc về thế gian này quá lâu, những con người bị dính làm chủ bởi ma vương quá lâu. Còn ngay lúc những cái tâm bẩn thỉu nó trồi lên mà quan sát được nó, thì ngay tại đó thấy cái tâm sợ hãi và thấy tất cả các pháp cùng một lượt luôn. Những con người này đó, nó thuộc về thế gian này quá lâu rồi. Đã rất giả mà, giả tạo thì sao? Lợi gần nó không có, nó kỳ cổ, nó không có tự nhiên. Là mình không có tự nhiên, là mình không có tự nhiên. Mà mình phải, nó kỳ lắm, không có thật. Không có thật, mà cái đó là đối với chân lý là đại kỵ. Đại kỵ. Chân lý nó nghĩa nó rất là gọi là thật thà và thực sạch thực. Cái người đó là quá nhiều lớp mặt nạ đã chồng lên rồi, cũng do ái nhiễm mà ra. Ái nhiễm một thứ thôi, nó chồng lên đủ các thứ dục thế gian, mà do dính dính mắt đó thôi, dính mắt cảm thọ đó thôi, thì các dục khác nó chồng lên. Không có một cái dục nào trong cái này mà cái mặt nó không hiện đầy tướng trong không gian. Tham lam thì nhóc, những cái tên mà cù lần mà nói nó một lần, nhưng mà nó thật sự là nó cái người nó biết giống như kiểu mà. Cái sự ngu si có thiệt, nhưng mà nó có cái sự thành thật, nó chịu nhìn nhận và nó chịu vượt qua cái đó, thì cái tên nó còn có khả năng cứu. Còn những cái tên mà cho mình là thông minh là gì gì đó, từng có một chút trong xã hội này á, thì bản ngã của những cái tên đó không biết nền tảng nào, nền tảng nào thì đem ra những cái nền tảng đó mà đối đãi với họ, mà khẳng định bản ngã mình với họ. Ở trong đây thì mình không có tôn trọng, ở đó mình coi như rác vậy. Lãnh đạo trong tham sân si từ từ nó rối cái cục não của nó như vậy. Nếu mà có lãnh đạo phải sự có sự sáng suốt, mà cái đó là Oprah Winfrey nói, mà do đó cái sự bền vững được tới bây giờ, nhưng mà người ta phải rất là tu tinh tấn đấy. Trong thôi cũng mắc các lưới của ma vương, mà trong thời này phải có sự sáng suốt mới tồn tại. Cũng thôi mắc trong cái lưới tự mình dính trong á, dính đủ các lưới một người thôi, như những con cá cơm vậy, dính từng cái dục ăn, dục cái gì nó cũng dính hết trơn. Thử thời sống mà có đức thử, ta đem ta dâng tới những cái điều tinh túy nhất không mắt luôn. Đâu đợi tới thêm thì cả vũ trụ này sẽ làm điều đó với những con người mà có chân lý thật. Đó là quy luật của vũ trụ, không ai tránh khỏi được. Còn nếu mà sống sai, sống đầy ngã, đầy nghiệp, sống sai chân lý, cho dù muốn và thèm cũng không được, cũng không có. Thì mình sẽ dùng những cái từ mày tao rồi nọ, nhưng mà nghe cái từ mày tao nghe nó thật không? Giống như có nhiều người trong gia đình họ gọi thằng chó thì nó thật. Mà có nhiều người gọi anh, chị, em, nhưng mà nghe rất nguy hiểm, nghe bị giỡn óc. Đừng quan trọng lời nói, quan trọng là cái ý người đó làm gì và kết quả người đó làm gì. Còn những cái khác bị ma vương làm lạc hướng hết trơn. Và con người nó đã phải diễn đủ các vai như vậy để hài lòng cái thế giới bản ngã của tham sân si. Họ không có yêu thương lẫn nhau. Mỗi một ngày như họ phải đi ra thế xã hội để đấu tranh, để bảo vệ họ trước cái tham sân si của những người xung quanh vậy đó. Đó là những người không có tu ở ngoài kia, rất là khổ. Cõi tham sân si nó rất khổ. Những người lãnh đạo càng chịu trách nhiệm cho nhiều người chừng nào càng nữa hả, trong cõi tham sân si nó rất khổ. Mà ở vị trí trí tuệ đó thì mình thấy mọi thứ nó rất là, đối với mình nó là điều kỳ diệu của vũ trụ. Đợi mọi thứ cho dù nó là xấu tốt, nó nghiệp của từng cõi, mỗi một người nó là một cõi. Đối với mình cái đó là cội nguồn của trí tuệ, của đại trí tuệ, để mà có những cái bài pháp để mà cứu những con người ở ngoài kia cũng mắc những cái lưới y chang như vậy.
là những cái vai diễn mà đã được gọi là kế hoạch của Thượng Đế đã sắp đặt như vậy. Ở trong đây tất cả các bạn sẽ bị ép để mà phải văng cái bản ngã ra, để mà sống, để mà thấy, để mà biết, để mà cảm nhận cái cuộc sống. Lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận cái cuộc sống, để thật sự được sống chứ không có chết trong bản ngã, không có chết trong sự lặp đi lặp lại của vô minh. Bản chất con người do nó sống bằng sự lặp đi lặp lại cho nên cuộc đời của nó rất nhàm chán, và đem những cái năng lượng buồn và nhàm chán vô đây thay vì không cho phép. Tại những người khác nó tu nó cảm được mà, rồi nó tưởng là ủa này là tôi tới đây tôi tu gì nè. đâu nó đâu biết là nó đem ma đó vô, mà nó không quan sát để nó thoát cái đó. Hoặc là những tên khác thả mấy cái đó rồi không quan sát để thoát những cái đó. Ngôi nhà của tôi mình đầy ánh sáng và sự hạnh phúc, cho nên khi cái cõi của nó tới nó buồn. Họ trong cuộc đời này, con người từ giàu đến nghèo, họ không biết phải làm gì với chính họ. Họ bận rộn họ cũng khổ, và họ rảnh rỗi họ cũng khổ. Chỉ có sống bằng lòng tri ân, hướng đến Thượng Đế, hướng đến phúc lành của Thượng Đế, và nhìn nhận mọi thứ là sự kỳ diệu, thì cuộc đời người đó mới mong mà tháo gỡ những cái trói cột của luân hồi mà trở về với thiên đàng. Thiên đàng nó không có những phẩm chất gì thì đừng bao giờ sống bằng những phẩm chất đó. Quan sát một cách khách quan để thoát khỏi các cái lưới nghiệp mà đã cho là mình là của mình đó. Cái nào nó không tốt không đẹp, quan sát để thoát nó. Ngay tại lúc quan sát, ngay tại lúc đó thoát. Con người bình thường họ có sự lựa chọn trong cái Babylon này, họ sẽ không muốn tu. Nhiều khi những người mà Thượng Đế đưa họ vào cái thế mà giống như là kiểu mà họ buông Babylon, thì những người đó coi chừng có thiện căn, do đó mà họ được cứu rỗi. Những người mà đầy cái nghiệp riêng của mình để mà hại người khác, đem phiền não của mình thay vì tu để thoát phiền não của mình chung và riêng, những người ta đưa ra. Bây giờ phiền não nó có buồn có vui, thấy nó là được, là đang độ, cho dù nó là của mình hay là của những người xung quanh. Thì mình độ hết tất cả những cái tâm của tụi nó trồi lên. Rồi buổi sáng xuống ăn trễ, nó cũng nghĩ mình ngủ trễ này nọ, mà đâu biết mình phải thiền ba thời thiền để chuyển cái ác nghiệp nó thảy ra đen thui trong không gian. Bẩn thỉu như vậy. Tà kiến, nhìn đâu nó cũng tà kiến. Những người này, ở ngoài kia luôn như vậy. Giống như thằng tà kiến, thằng gì đó nó mặc định này. Có những cõi mình nhìn vô mình chỉ muốn chửi à. Phải đặt lý do tại sao. Hoặc là ai nhìn vô họ cũng muốn chửi à. Địa ngục đang trả nghiệp địa ngục. Đi tới đâu cũng gặp những cái ách y chang với nhau. Đang trả nghiệp địa ngục. Độ cái địa ngục đó đi là không gặp cái đó nữa. Những cái mà Thầy đang chỉ là để độ chúng sinh tâm phiền não và đau khổ tận gốc, mà ai tu người tự người đó sẽ thấy. Mà những tên này nó ách của nó lóp các kiểu khác nhau. Thì nơi mà biết chánh niệm mà liệu hồn, chánh niệm tỉnh tích cực, rồi mỗi ngày là ba thời thiền đó, cho dù làm cái gì chánh niệm tích cực nó còn tồn động cái gì, thì trong thời thiền ngồi đó nó thông chuyển, rồi hả, bừng sáng lên mỗi ngày